À, dạ em xin kính thưa chị ạ. Kính thưa chị, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2023. Em ta đã định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa chị, hôm nay thì anh em họ đi rừng về cũng được một số ít các cái loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Thì tụi em cũng làm cái video để xin giới thiệu đến con chị ạ. Thì hôm nay các loại như sau là cái kiều cần tua anh chị. Cái kiều cần tua hay cái kỳ quần tua thì hoa màu vàng à, thì hoa sai lắm chị, cái nở hoa vào tầm vào dịp tháng tháng 2 âm lịch của chị, tầm vào rằm đến tháng 2 và cũng có thể trở hơn tí là gần tháng 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 3 âm lịch của chị. Và các loại khác như là cái kiều kiều này là kiều thăng vuông của chị, kiều người ta gọi là kiều cam mở gà của Kon Tum á. Thì hôm nay có hai phần thôi, một phần là 130, phần là 120.000 chị. Là cái hoàng thảo tam sắc này với giá là 70.000. Cái long nhãn thì rẻ lắm chị, long nhãn thế này tụi em bán 50.000 thôi. Tiếp đến là hai cái phần kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì mùa này thì con chỉ mua về để chơi được ho chị, chơi mua được được ho này, bởi vì cái mùa này một số cây nó nụ ho chị. Một thời gian mua thì mua về có thể là hôm nay là ngày 10 18 rồi, cũng có thể là nó bung tầm mà Tết hay qua Tết tí anh chị, cái nụ như thế này là tầm chắc mùng 3 mùng 4 gì đó, em nghĩ là nó sẽ bung bung ra nhiều hơn. À, đang nụ hoa này. À, thì và cái gói combo này chị, combo này thì gồm kiều cần tua, kiều cam mở gà, một số cây gấm Thượng Hải và đại bạch hạc anh chị, rồi mà bán 130.000. À, thì cô anh chị liên hệ được hàng thì có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799. Còn chị cũng có thể là nhắn tin hoặc gọi qua Zalo số này anh chị. Thì các cái mặt hàng bên em báo cái giá thì chưa bao gồm cái cước phí vận chuyển anh chị. Cước phí vận chuyển thì dao động từ 26.000 đến 35.000 các cái đơn hàng bình thường của chị. Nếu mà cồng kềnh quá thì nó sẽ tăng lên tí. Nói chung chung quy lại tóm lại thì cái cước không quá 50.000 thì của anh chị đâu anh chị mua hàng thì cũng không có cao đâu anh chị. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu trước cái kim điệp xuân này. Kim điệp xuân thì mùa này thì đang đang nụ hoa anh chị. Đây anh chị. Kim điệp xuân này. Mỗi phần tụi em bán với giá là 80.000. Thì tụi em xin giới thiệu từng giờ anh chị, bởi vì hôm nay nó ít hàng thì tụi em sẽ giới thiệu kỹ kỹ hơn cho anh chị. Hình thức nụ thì nó nụ như thế này, cỡ như thế này anh chị. Cô chị mua về có thể là chơi được Tết. Có thể con chị, đôi khi nó trở hơn tí. Nếu mà nụ thế này thì chắc chắn là nó sẽ trở hơn tí rồi. Một chê này thì số 2 anh chị. Mùa này nó đang tôi nụ thành ra lá thì cũng không quá quan trọng đâu anh chị. 3 chê này, 4 nha, 5 này, 6 chê này nụ hết này. 7 chê này, 8 chê được anh chị. 9 chê này, 9 chê này, 10 chê này, 11 chê này, 12 chê, 10, 13 chê anh chị. 14 giờ này, 15 giờ, 15 giờ gần ký của chị, tụi em bán giá 80.000. Cho nên là cái phần số 2 này, phần này cũng với giá 80.000 luôn. Phần này tụi em mừng xin giới thiệu từng giờ chị, 1 giờ này, giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 4 này, giờ số 5 anh chị, giờ số 6 này, giờ số 7 đây. 7 giờ anh chị, 8 giờ này, 9 giờ này, 10 giờ, 11 giờ này, 12 giờ, 13 này, 14, 15, 14, 15 giờ này, này anh chị tôi bán cho 8 nghìn. Cái phần này thì cái giờ nó nhỏ hơn, tuy nhiên là nó đều giờ hơn chị. Còn những phần này thì nó có một giờ nó to thế này, và một số giờ thì nó sẽ nhỏ hơn tí. Thì tụi em sẽ cố gắng chia nó đều đều cho anh chị giờ lựa chọn. Kim được xuân. Thế bên cái hoàng thảo long nhãn này, cái dòng long nhãn này hoa màu vàng và trong có hai cái mắt màu đen con chị, em nghĩ hoa rất là đặc biệt, rất là đẹp, em xin lỗi, hoa rất đẹp. Tuy nhiên thì cái loại này thì nó giá nó rẻ con chị này, và tụi bán 50.000 thôi. Cái phần này thì em nghĩ rất là nhiều luôn chị, 50.000 thì cái này tụi em có chia ra như dài ngắn một số chỉ cái một số ít là ngắn thôi anh chị. Đây là phần dài này anh chị,
Đây, đây là cái đống đống hàng dài này, con chị trồng một chậu to luôn này. Còn phân này thì ngắn hàng tí. Đó, thì tụi em có chia ra cỡ theo cỡ cỡ đó con chị tham khảo. Đây, con này long nhãn này với giá là 50.000. Tiếp đến là cái hòn thảo tam màu sắc, cái dòng thần thông anh chị. Phần này thì, ban đầu tụi em bán 80.000, tuy nhiên cái phần này tụi em sẽ giảm xuống 70.000 anh chị. Thì cái mùa này nó đã thắt ngọn, rụng lá thắt ngọn, chuẩn bị hoa thôi anh chị. Cái này thì mùa hoa tầm tháng 3, tháng 3, tháng 4 gì đó. Thì này thì 1, 2 giờ này, 3 này, 4 này, 5, 6 này. Chung mà bên đây thì dài, còn bên đây thì hàng trung và hàng ngắn nhiều không chị. Tầm khoảng 70.000 thôi, nó lợi lắm chị. Chị ghép hai chậu hay một chậu gì cũng được. 70.000 hoàn toàn tam sắc. Thế mang kia kiều ở chỗ em là kiều thân hơi vuông anh chị. Người ta gọi là kiều cam mở ga. Thì cái thôn chị cái nếu mà nó ra mở ga thì cái hình thức hoa là cái cánh cái màu vàng này nó nhạt hơn chị, nó không phải đậm màu giống như những cái vùng khác. Thì tụi em cũng chia sẻ với con chị như thế, bởi vì cái đặc điểm vùng miền thì giờ tụi em giới thiệu cái mở gà thì nó cũng không chính xác lắm chị, mở gà đậm cũng chính xác lắm, đôi khi nó vẫn nở ra cái màu vàng mở gà thì nhưng màu vàng rất là nhạt đó. Thì cái tụi em cũng hay bán lắm chị, con chị cũng có thể là lui vào về những cái video, những video phía trước á, con chị xem cái ảnh cái mặt kho tụi em đỡ trên cái hình đại diện của chị cho nó chính xác đó. Con chị nếu mà chưa có thì con chị có thể là lựa chọn chị. Cái đặc điểm cái kiều của chỗ em thì cái vỏ hoa nó rất là dài và số lượng hoa nó xếp dày lắm chị, dày đến chuỗi hoa. Kiều thì những vùng khác thì em thấy nó theo em thôi, theo em thì nó những vùng khác thì cái số lượng hoa nó xếp rất là thưa trên cái chuỗi hoa, nhìn nó lưa thưa không chị. Tuy nhiên cái vùng của em thì đôi khi nó sẽ xếp nó dày hơn tí. Thì cái này tụi em bán nhiều rồi, cũng một số con chị cũng phản hoa lại, tụi em cũng chia sẻ lại anh chị, chứ tụi em cũng không phải là con quảng cáo nó quá đâu anh chị. Con này 130.000 này. 130.000 thì phần số 1 này, gồm có 1 dê này. Dê số 2 anh chị. Dê số 3. Dê số 4. Dê số 5 này. Dê số 6 này anh chị. Dê số 6 này. Dê số 7 này. Thân thì một số thân thì cực mập luôn. Đó. Phần này tôi bán 130.000 chị. Chị mua về trồng chậu chơi. Cái dòng này thì cái mùa hoa thì tầm cỡ rằm tháng giêng của chị, mùa hoa chung nhất của nó. Tuy nhiên thì cái cây mà đã đứt rỡ thì nó sẽ ra hoa có thể là sớm hoặc là trễ hơn tí. 130.000 số 1. Còn số 2 là 120.000. Phần này kích cỡ nó dài hơn tí, dài hơn, tuy nhiên dài nó không có quá dài. Con chị mua về làm chậu nó sẽ rất gọn gàng anh chị. Con này gồm có 1 dê này, dê số 2 này anh chị, dê số 3 này. 3 dê thế này tụi em bán 120.000 anh chị. 120.000 ký kiều cam mà ra phần số 2 đó, đều hết, nó không có dài ngắn, nó không lột sọt anh chị, nên chậu đẹp này. 120.000 kiều cam mà ra số phần số 2. Tiếp đó cái kiều cắn tua này, kiến tu phần số 1 khoảng 130.000. Con chị mua phần này thì về trồng thì nó quá đã luôn đó. Bởi vì thân nó dài. Thứ nhất, thứ hai nữa là thân nó to mập anh chị. Gồm có 1 dê này. Thật ra 1 dê này con chị lên chậu thì cũng đã rồi anh chị. 1 dê này. Tiếp đến dê số 2 này. Dê số 2 này xâm xuê này. Cái này thì cái thế trong rừng thì nó thế này con chị, nếu mà trồng chậu thì lá dây buộc lại cho nó tóm lại anh chị. Bởi vì cái bộ rễ thì nó cũng gọn gàng, nó không có lột xọt. Tuy nhiên cái thớ rừng thì hai chậu này con chị ghép chậu thì hay ghép gỗ lũa dựng được, thớ nó rất là đẹp. Thế này là 130.000 cái kiều cần tua số 1. Tiếp đến cái kiều cần tua phần số 2 này, phần này là 50.000 chị. Nhưng phần thế này thì tụi em chia ra như thế này để con chị sưu tầm, sưu tầm cho nó đầy đủ. Thì 50.000 thì gồm có 1 dê này, dê số 2 này, 3 dê thế này anh chị. 3 dê này thì con chị lên chậu thì cũng tương đối chị 50.000. Tiếp đến cái kiều quần tua phần số 3, con này 70.000. 70.000 thì nó sẽ nhiều hơn tí. 1 dê này, dê số 2 này, dê số 3 này, dê số 4 anh chị, dê số 5 này, 6 này, 6 dê này. 6 dê này nó đều 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 thân, đều kích cỡ chiều dài nó đều nhau.
con này 70.000 đó. Kiểu vườn tua, tiếp đến cái gói combo. Combo có nghĩa là nhiều loại lan khác nhau anh chị. 120.000. Này thì bao gồm cả cấm thượng hải anh chị. 1 2 cây này. 3 cây này, 4 cây này. 4 cây anh chị. 4 cây này. Hình như tụi em có sót một cây nào đó, xíu tụi em sẽ báo qua của anh chị. Nói chung là cấm thượng hải là 5 cây như thế này. 5 cây này. Và 5 cây thì con chị trồng được con chậu thoải mái anh chị. Và tiếp đến là cái đại bạch hạc. Gồm có 1 dề này, dề số 2 này, dề số 3, dề số 4, 5, 6, 7, 8, 9 dề này. Thì kính thưa anh chị, cái mùa này ở con tôm thì đang vào mùa khô anh chị. Thành ra một số cây thì cái bộ lá nó có thể nó vàng vàng thế này. Tuy nhiên thì cái mùa này của anh chị ghép lan thì rất là lý tưởng của anh chị. Bởi vì cũng tới thời điểm cái mùa nghỉ cây thì thành ra cũng không quản chuyển xa là cũng không có ảnh hưởng nhiều. Con chị trên một thời gian thì cái bộ rễ nó sẽ ra nữa, nó sẽ ổn định hơn. Cái đại bạch hạc này. Đó. Và tiếp đến là các loại khác như là có hai loại cây, hai ba cây gì cái đây là cái hình như cái nhện thôi anh chị. Cái nhện cái bộ lá nó hơi khác tí. Cây Vanda nè. Này thì số lượng ít tụi em bảo thôi. Tiếp đến là cái kiều cam ở ga. Một giờ này. Giờ số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này anh chị. Đây, 5 giờ này, nhỏ nhỏ này anh chị cho sưu tầm. Và một cái dề rất tiếc anh chị, anh em mà bóc về nó bị gãy cái thân tơ này, thì anh chị mua về nó sẽ lên mầm gốc khác. Đó, thì hiện trạng thì nó gãy như thế này. Kiều camera này, thế nên kiều vườn tua thì cũng có khá là nhiều. Vườn tua anh chị hàng ngắn này, 1 giờ, 2 giờ này, 3 giờ này, 4 giờ, 5, 6, 7, 8, 9 giờ, 10, 11, 12, 12 giờ vậy đó. Và một cái dề kiều vườn tua giờ to thế này, tuy nhiên thì thân già nhiều, thân to ít anh chị. Thì cái gói combo này tụi bán 120.000. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các cái loại phong lan của khu vực rừng Con Tum, thì cũng xin kính giới thiệu anh chị, cũng rất mong cô chị quan tâm ủng hộ. Tụi em cảm ơn cô chị rất nhiều ạ.